hai ba. Em ra thăm vườn nhặt một bông hoa xin gửi tặng cô giáo. Xin được gửi lời chúc đến tất cả các bà, các mẹ, các cô, đặc biệt là tất cả các bạn nữ sẽ có ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ và ý nghĩa nhé. Còn B xin chúc nửa thế giới luôn thành công trong cuộc sống và luôn luôn xinh đẹp duyên dáng trong mắt nửa thế giới còn lại nhé. Ta-da! Và các bạn đừng có quên là bộ phim Mối Tình Đầu của tôi sẽ được chiếu lúc 20 giờ từ thứ 2, thứ 5 trên kênh VTV3 nhé.